Nội bị tố ăn chặn tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư, quỹ Ngày Mai Tươi Sáng nói gì? Triệu tập gã đàn ông tấn công vợ dã man trước mặt con nhỏ ở Hà Giang. Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ người có dấu hiệu ngừng tim đi cấp cứu. Trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy công an cứu người trong lũ dữ. Phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông tin liên quan đến vụ việc một salon tóc ở Hà Nội bị tố ăn chặn tóc hiến tặng cho bệnh nhân ung thư. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư, đã có thông tin chính thức khẳng định những tin tức đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Theo đó, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng tố cáo salon hair 1900 ở Hà Nội nhận hơn 700 bộ tóc nhưng chỉ trao tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Theo ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cho biết, chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thông qua chương trình đã trao tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư. Đây là những bộ tóc của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, không phải tóc của salon tóc 1900 và tôi là người đại diện quỹ trực tiếp trao tặng. Ông Tĩnh cũng cho biết, chương trình tiếp nhận tóc của 703 người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiến tặng. Số tóc này vẫn đang nằm ở hai bệnh viện và sẽ được hai bệnh viện gửi về trực tiếp cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Do đó, ông Tĩnh khẳng định, thông tin salon tóc 1900 trực tiếp đến lấy và mang tóc hiến tặng về để đi bán là không chính xác. Ông Tĩnh thông tin thêm, với những lọn tóc do người dân hiến tặng sẽ được quỹ chuyển đến công ty chuyên sản xuất tóc giả. Quỹ đã có hợp tác với các công ty làm tóc chuyên nghiệp để tạo ra bộ tóc giả hoàn chỉnh, chứ không chuyển về các salon. Các công ty làm tóc sẽ chuyển lại bộ tóc hoàn thiện cho quỹ và quỹ sẽ tiếp tục trao tặng cho bệnh nhân ung thư. Những bộ tóc này cũng sẽ quay trở lại để tặng cho người bệnh ung thư tại Bắc Ninh và Bắc Giang, nơi chương trình vừa tổ chức trao tặng và phát động người dân tham gia chương trình. Đây là chương trình kéo dài nhiều năm chứ không chỉ hoạt động một hay hai đợt. Nhiều người cho rằng salon tóc 1900 là đơn vị đứng ra nhận tóc hiến tặng và tạo ra những bộ tóc giả để trao tặng cho bệnh nhân. Đại diện quỹ Ngày Mai Tươi Sáng khẳng định salon 1900 hiện là đối tác chính thức của quỹ và tham gia đồng hành cùng quỹ từ những ngày đầu chương trình hoạt động. Tối ngày 13 tháng 6, thông tin từ Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ sự việc người đàn ông tấn công vợ dã man trước mặt con nhỏ khiến cho nhiều người phẫn nộ. Cùng ngày, Công an huyện Mèo Vạc cũng đã triệu tập người đàn ông này lên làm việc. Theo đó, danh tính kẻ tấn công được xác định là LVB, sinh năm 1997, trú tại xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc. Chiều ngày 13 tháng 6, B có hành vi ngược đãi đối với chị LTU là vợ của LVB. Trước đó chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh camera nhà dân ghi lại cảnh một người đàn ông ra tay dã man với vợ. Hai đoạn video dài hơn một phút được lan truyền trên các hội nhóm với sự bức xúc và chỉ trích gay gắt dành cho người chồng khi có những hành động dã man với vợ mình. Trong video, một người phụ nữ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị chồng lao tới, tấn công tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông này còn vừa tác động vật lý, vừa lăng mạ vợ bằng những ngôn từ tục tĩu. Đáng chú ý, hành động của người đàn ông diễn ra khi bên cạnh xuất hiện trẻ nhỏ. Lúc này, người vợ chỉ biết nằm chịu trận, khóc và van xin người chồng buông tha. Tuy nhiên, người đàn ông tiếp tục lôi vợ ngồi dậy, ra tay tàn nhẫn vào người vợ. Toàn bộ hành vi ngược đãi vợ của người chồng đã được camera an ninh của gia đình ghi lại. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mèo Vạc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, thông tin từ Ban lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác của trạm này vừa dùng xe chuyên dụng vận chuyển một nam thiếu niên gặp nạn trên đường đi cấp cứu thành công. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ tuần tra cảnh sát giao thông phát hiện hai chiếc ô tô đỗ bên đường, có một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói rằng đang đi trên đường về quê thì con của anh có dấu hiệu ngừng tim, hiện nguy kịch trên xe. Ngay lập tức, tổ công tác đã cử một cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển xe thay người bố và sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Được biết, người bệnh là NTB, sinh năm 2007, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Trước đó, B phụ giúp bố mẹ một số việc vặt dưới trời nắng nên bị say nắng và dẫn đến trụy mạch. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên B hiện đã qua cơn nguy kịch.
Hành động kịp thời giúp đỡ người bệnh trong lúc nguy kịch của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã nhận được sự cảm kích, biết ơn từ gia đình. Đồng thời, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Sáng ngày 13 tháng 6, thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Hải Dương, Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mèo Vạc vì đã có hành động dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 6, tổ công tác của Công an huyện Mèo Vạc đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt tại tuyến đường xuống sông Nho Quế. Trong lúc làm nhiệm vụ, có 3 công dân của xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc cố đi qua suối chảy xiết và bị cuốn trôi. Không ngần ngại, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ và đưa nạn nhân vào bờ thành công. 3 người dân được Thượng úy Tường cứu là Sùng Mí Dính, sinh năm 1981, và vợ là chị Vừ Thị Thò, sinh năm 1980, cùng con trai Vừ Mí Pó, sinh năm 2005. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nói, nước lúc đó chảy xiết, cuốn họ về phía hạ nguồn. Khi nhìn thấy, tôi vội nhảy từ trên máy xúc xuống, dùng hết sức kéo họ vào bờ. Tôi không nghĩ mình đã làm được như thế. Nếu chậm hơn, bị trôi thêm 20-30 mét nữa, có lẽ không cứu được. Thượng úy Tường chia sẻ. Dịp này, tỉnh đoàn cũng tặng bằng khen, biểu dương hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng quên mình vì tính mạng của người khác. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 4 điều tra vụ phát hiện một người phụ nữ quốc tịch Singapore đã tử vong nhiều ngày trong căn hộ của một chung cư trên đường Bến Vân Đồn. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, ban quản lý chung cư nhận tin báo của chủ sở hữu căn hộ trên về việc phát hiện một nữ nạn nhân đã khô, người nước ngoài ở bên trong. Ngay sau đó, ban quản lý chung cư này đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận chủ sở hữu không có hợp đồng cho thuê căn hộ và lịch sử sử dụng thẻ thang máy của căn hộ lần cuối là vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 31 tháng 1 năm 2024. Hiện vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Ngày 13 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Trung, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. Trung là kẻ đã tấn công khiến anh Nguyễn Thế Luân, sinh năm 2001, trú tại thôn Thuận Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc phải nhập viện cấp cứu. Chiều 28 tháng 3, Nguyễn Công Trung cùng anh Nguyễn Thế Luân và một số người bạn đến quán karaoke miền quê, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc để hát. Tại phòng karaoke, Nguyễn Công Trung xảy ra mâu thuẫn, xích mích với anh Luân. Trung tấn công anh Luân ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đường bê tông phải đi cấp cứu điều trị. Giám định thương tích, ngành chức năng xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Thế Luân là 60%. Xét thấy hành vi của Nguyễn Công Trung là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, nên liên ngành cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án huyện Can Lộc đã thống nhất lựa chọn xác định vụ án trên để giải quyết theo thủ tục án trọng điểm. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Trung theo quy định. Tối ngày 13 tháng 6, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tri Đạo, huyện Lạc Sơn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai bé gái tử vong. Vị lãnh đạo cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trên sông Bưởi, thuộc địa phận xóm B trên, xã Tri Đạo, huyện Lạc Sơn. Thời điểm trên, người dân phát hiện cháu BTTL, sinh năm 2015, trú tại xóm Vó, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, và BBB, sinh năm 2015, trú tại xóm B trên, xã Tri Đạo, huyện Lạc Sơn, cùng đi tắm sông và bị đuối nước. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa các cháu đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Lạc Sơn, tuy nhiên đã không qua khỏi. Cũng theo vị lãnh đạo xã, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 7 cháu nhỏ cùng đi tắm với nhau. Tuy nhiên, chỉ có vài cháu xuống tắm và xảy ra vụ việc đau lòng trên. Vị này cũng cho hay, cả hai nạn nhân đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chiều ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 28 tháng 5, 26 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi, trú ở địa bàn Hà Nam và Thái Bình, không đội mũ bảo hiểm, đi trên 11 xe máy, di chuyển với tốc độ cao ở các tuyến đường của thành phố Phủ Lý. Nhóm người này mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, kiếm, gậy sắt ba khúc. Trong quá trình di chuyển, các thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, bấm còi,
khua khoáng hung khí dọa người đi đường. Thậm chí, nhóm đối tượng còn đuổi đánh, đập xe mô tô của anh DGT, sinh năm 2008, trú tại phường Minh Khai, thành phố Thủ Lý. Tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và gây tâm lý bức xúc trong quần chúng nhân dân. Công an thành phố Phủ Lý đã khẩn trương điều tra, triệu tập, làm việc với 26 thanh thiếu niên liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. 5 trường hợp còn lại chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an chuyển hồ sơ về nơi cư trú để áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú. Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh tạm giam 4 trên 21 đối tượng. Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6, các cơ sở kinh doanh vàng phải kết nối với máy tính của ngành thuế xuất hóa đơn điện tử cho khách khi mua bán vàng. Nếu cơ sở kinh doanh vàng không thực hiện, sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Vậy các cửa hàng kinh doanh vàng tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thực hiện việc này như thế nào? Thời điểm này, tại các cửa hàng kinh doanh vàng ở đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1 khá vắng khách. Ở đây, các cửa hàng chủ yếu kinh doanh vàng nữ trang và nhẫn. Khi được hỏi về việc chuẩn bị thực hiện quy định về xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng, nhiều chủ cửa hàng cho biết đã bổ sung thêm máy móc, thiết bị và yêu cầu kế toán cập nhật phần mềm kết nối với cơ quan thuế để xuất hóa đơn điện tử. Bà Nguyễn Kiều Loan, chủ tiệm vàng Kiều Loan ở trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1 cho biết, nhà nước quy định như thế nào thì làm như vậy, nên bản thân chị cũng chuẩn bị cho xuất hóa đơn điện tử cho khách khi bán. Vì chị cũng có nhập hàng ở những công ty lớn uy tín thì có hóa đơn. Một số cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây, việc mua bán vàng chưa từng xuất hóa đơn, nên bây giờ phải có thời gian chuẩn bị. Và đến thời điểm này chưa xong nên không dám trưng bày ra bán vì sợ bị phạt. Tuy nhiên, điều mà không ít cửa hàng kinh doanh lo lắng hiện nay là một số vàng mua từ nhiều năm trước như nhẫn, nữ trang của khách hàng cũ hoặc khách lạ đều không có hóa đơn chứng từ thì bây giờ khó chứng minh nguồn gốc để xuất hóa đơn. Chị P, chủ một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh lo lắng. Khi mua vàng nhiều, do công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận mua thì có hóa đơn. Khi về bán lại cũng có hóa đơn. Còn vàng mua của khách, nhiều nguồn vàng cũ và nấu lại thành một cục, bán cho mấy công ty lớn sắp tới. Nếu họ có hỏi hóa đơn và nguồn gốc vì khách trôi nổi thì cũng không chứng minh được. Vì có khi khách đi đường kẹt tiền vào bán thì đâu có nguồn gốc. Chỉ còn 2 ngày nữa, quy định về việc xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng sẽ có hiệu lực. Nếu cửa hàng kinh doanh vàng không xuất hóa đơn sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Trước giờ G của quy định trên, vẫn còn cửa hàng cho biết sẽ không phải xuất hóa đơn vì trên sản phẩm vàng có tên của cửa hàng rồi. Tối ngày 13 tháng 6 tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc liên hoan du lịch biển Nha Trang năm 2024 với chủ đề Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng. Đây là lần thứ 2 tỉnh Khánh Hòa tổ chức liên hoan du lịch biển nhằm tôn vinh vẻ đẹp của vịnh biển Nha Trang với mong muốn trở thành điểm hẹn góp phần tôn vinh quảng bá sâu rộng, nét đẹp, tiềm năng, thế mạnh của xứ trầm biển Yến, thu hút du khách và nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự lễ khai mạc liên hoan có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, ban ngành trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh thành phố, đại sứ, tổng lãnh sự các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Lào, Kazakhstan và Azerbaijan. Chào mừng liên hoan du lịch biển Nha Trang năm 2024, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Tùng Khánh nhấn mạnh, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, có vai trò thúc đẩy hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch vô cùng to lớn với thiên nhiên tươi đẹp, truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, phong phú, đa dạng, con người hiền hòa, thân thiện, cởi mở, mến khách. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, du lịch Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng, đang là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới. Trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 52,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 352.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trùng Khánh nêu rõ, Nha Trang đang vươn mình trở thành một đô thị du lịch biển hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, là cửa ngõ, trái tim của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nơi đây tập trung nhiều công trình đền, chùa, tháp, miếu với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, là sự hội tụ, giao thoa tinh hoa của các nền văn hóa như Champa, Đại Việt và là kết tinh của quá trình không ngừng lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ cha ông. Đồng thời, những lễ hội, sinh hoạt địa phương thể hiện rõ nét sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Nha Trang, Khánh Hòa. Ngành du lịch Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng đang ngày càng phát triển,
tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước, là địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế hàng đầu với nhiều khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô, hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Phát biểu khai mạc liên hoan, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, liên hoan du lịch biển Nha Trang được tỉnh Khánh Hòa tổ chức 2 năm một lần với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, phản ánh giá trị văn hóa truyền thống và đương đại, nhằm gìn giữ, phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc nói chung và vùng đất Nha Trang Khánh Hòa nói riêng. Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024 là một trong nhiều hoạt động của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi chương trình hành động của tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện nghị quyết số 09 NQTVK ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau phần khai mạc, một chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật với sự trình diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ Dương Triệu Vũ, Joe Canun, Minh Chi cùng màn bắn pháo hoa ngoạn mục trước sự theo dõi trực tiếp của hàng nghìn người dân và du khách. Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6. Có hơn 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch, thương mại, ẩm thực với không gian hoạt động mở, cùng chuỗi các hoạt động, sự kiện diễn ra xuyên suốt như liên hoan nghệ thuật đường phố, cuộc thi nhảy Hip Fresh Summer 2024, trình diễn thời trang bikini Ocean Moss, các lễ hội ẩm thực, lễ hội bia, lễ hội cà phê, lễ hội trái cây và đặc sản vùng miền, diễu hành xích lô kết hợp trình diễn áo dài, diễu hành carnival ánh sáng, diễu hành Moto Harley Davidson, giải chạy Unit Nha Trang N Marathon cùng các hoạt động thể thao đặc sắc trên vịnh biển Nha Trang. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, liên hoan du lịch biển Nha Trang lần đầu tiên được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế, có phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Liên hoan du lịch biển Nha Trang lần này dự kiến sẽ thu hút từ 350 đến 400.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, vui chơi, hòa mình vào các hoạt động náo nhiệt của liên hoan. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.